13 rồi. Bây giờ các em tạo một cái mới đi. Như một cái mới. Đây giúp bọn em là đóng gói thứ nhất là vào hai kiểu, kiểu nhất là kiểu của vi thừa, thứ hai là kiểu một phần mềm hỗ trợ. Đây đóng gói thứ nhất chương trình ở dạng đơn giản trước đã. Uniform thì nó cũng ngọt. Gọi là demo này, demo setup này. Đấy, các em tạo một cái mới. Thế để mua setup vào. Chỉnh cái form một chút thôi. Ghi lên trên là demo này. Đã. Cái form mà tạo nhanh thôi, cho một cái ảnh nhìn nó đỡ xấu. Chúng ta làm từ đơn giản trước, đơn giản tức là chưa có cơ sở liệu. Xong buổi sau giữa mà em là đóng gói có cơ sở liệu. Có cơ sở liệu phức tạp hơn một chút. Đây. Cho một cái ảnh lên thôi mà. Đọc. Đọc cuốn hết ảnh đi. Đấy. Bây giờ chúng ta muốn chạy chương trình thì thông thường ta phải mở Visual lên, sau đó view nó chạy đúng không? Với câu hỏi làm sao mà chúng ta đóng gói chương trình mình viết sang cho người khác không cài Visual vẫn mở được. Bây giờ các em ý này. Mỗi khi mà chúng ta build Visual thì nó sẽ tạo ra cho mình một cái file EXE ở trong thư mục bin để bắt ta. 2012 không có à? Không có đây, có hôm trước đấy. Không có. Có hỏi em về setup story. Có những cái đấy sao đóng gói là sao? Thế 2012. Cái setup story là đóng gói là sao? Cái đóng gói được mình phải viết code ở trong chương trình của mình nhé. Thế là cái tất cả dữ liệu của mình trong cái kia mình sẽ nhét hết vào trong cái file sẽ ở đấy. Thế còn cái phần mà để cho FBI hay access, cho access thì không phải cài đâu. Chỉ cài office được nữa, phần phần tính. Chẳng hạn như SQL thì nếu mình sẽ làm một cái đoạn code tự động update cơ sở liệu vào. Thế là xong. Anh hiểu chưa? Bây giờ anh đang làm được con vị của... Cái này đang làm thứ nhất là trường hợp dễ là dùng sẵn của Visual, sau đó mình làm đẹp dùng cái setup. Tiếp tục này. Bây giờ các em xem cái file nó nằm đâu nhá, kích chuột phải này. Và bây giờ các em nhìn cái chế độ này. Mỗi khi các em dịch có hai chế độ debug và delete, đồng nghĩa việc nó tạo hai thư mục. Ví dụ bây giờ các em chọn debug thì cái file của mình sẽ rơi vào một debug, các em xem nhá. Kích chuột phải vào dãy này, chọn Open Folder in Windows Explorer. Đấy. Sau đó vào bin debug. Đấy, và các em thấy cái file AE của mình nằm trong đây. Đấy. Và cái file AE chính là cái mà người ta dịch rồi, mình không phải cạnh Visual vẫn có được cái chút file AE này. Đấy, nó chạy bình thường, có phải Visual không? Đấy. Cái đóng gói đơn giản chỉ là mình gói thành e thành cái file để ta cặp được vào các thư mục của C để cho nó kích chạy được cái này thôi, chứ không gì ghê gớm cả. Đấy, vì thế mà để chạy được cái e này yêu cầu công trình .net à chương trình viết trên Visual Studio e này phải có cái .net framework tùy vào cái mình đang viết. Đây kéo ra nó có dạng trong này cái gì ạ? Mình cho stretch được mà, cho stretch gắn vào một bên á. À, ý anh vừa xong á. Đấy. Đặng này. Của em cho cái stress vào. Đây này. Đây này, khi vào cái picture box này. Nó có cái documenter này. Còn cái size mode chọn stress đi bên. Bây giờ nếu mà em là đóng gói cái chương trình đơn giản nhá. Cái này có sở liệu chung hết, có thể là phức tạp một chút là các em đóng gói được. Nhưng khác một cái là chưa có sở liệu SQL. Access các em chỉ cần vứt vào trong cái thư mục bin debug này là xong. Đấy. Tạo một dãy đóng gói bằng cách kích chuột phải vào solution này. Bây giờ không phải kích vào trong nữa, kích ra ngoài cùng này. Solution. Chọn vào F này.
sau đó các em chọn vào new project. Bây giờ mình sẽ không phải là ví dụ chính xác hay gì cả, mà các em chọn cái phần dưới AZ project time. Đấy, giờ các em chọn vào setup này. Có nhiều lựa chọn, nhưng thường anh dùng cái là Visual Studio Intel nếu mà dùng thương nhanh gọn. Và các em chọn màn hình bên trên. Ở đây chính là các nền tảng mà chúng ta cài ra để nó chạy yêu cầu máy. Các em chọn setup rate của chiếc đỉnh của em 2012 à? Ai thấy ngậm ngùi ngồi xem lại chỉ hiểu thôi. Nếu ngồi xem đi, có thể 2012 nó ở chỗ khác, không có rate nè. Nó có cái này không? Không có AZ. Đấy thì em dùng ở đây. Có nhớ không? Không nữa. Rồi tí xem nhá, đấy các em 012 cứ xem tiếp để tí hiểu được không. Đối đây là dụ là setup MF4 ấn OK nè. Nó sẽ tạo cho mình một cái thư mục mặc định. Và các em thấy nó có 3 cái. Các em đoán 3 cái này ứng với 3 cái gì? Quen thuộc không? Thứ nhất là application folder. Dịch tiếng Việt là gì? Đấy, thư mục các em hiểu nó sẽ là cái gì? Chương trình. Đúng rồi, nó chính là các phần mềm nó chạy này. Một cái bất kỳ nhá. Chẳng hạn như cái Google Chrome này, cái Firefox này, kích chuột phải chọn vào cái folder Open File Location này. Và nó sẽ đến ngay thư mục ở C của chúng ta. Đây này, các em thấy không? Firefox rất là nhiều file đi kèm này. Đây là phụ kiện của Firefox, các em nhìn này. Đây là các DLN người ta kèm theo. Thấy không? Các thư mục là Browse này, Excel này. Đấy, đây là Firefox. Cái Epson folder chính là cái mà cài nó vào C, nó tạo thư mục C đấy. Đấy, ok chưa? Còn cái thư mục thứ hai là User Desktop, tức là chính là cái tạo ra shortcut ở Desktop này. Đấy, User Desktop, được chưa? Còn một cái thứ ba, cái này các em đoán, chắc là đoán được luôn nhé. Đây này. Cái User RAM Menu đoán được là cái gì không? Thế là nó sẽ xuất hiện ở đâu? Trong quá trình cài đặt. Nó là cái nào? Menu chính là cái trong cái start. Nó là cái 3 mục. Mục desktop, mục menu và trong mục phải là phần mềm. Bây giờ vừa các em xử lý chính với cái mục là Application Folder, đây là cái chính. Khi chuột phải này, chọn vào F này, chúng ta chọn vào cái Project Output, tức là cái đầu ra ấy. Click vào đây này, nó sẽ có mặc định luôn là Drive Output này. Lúc này chỉ có một cái là Demo Setup, bởi vì là chúng ta chỉ có hai project, nhưng mà một cái là cài đặt của một cái là cái code, nó sẽ loại những cái cài đặt đi chỉ đến cái code thôi, cho nên chúng ta chỉ còn chỉ là một cái Demo Setup, tức là cái chương trình của cái form kìa. Đấy, cái thì cần chọn cái Drive Output là được, sau đó ấn OK. Nó sẽ tạo cho mình một cái file này Output. Đấy, nó sẽ tạo ra cái shortcut này, cái kích chuột phải vào nó, cứ đi shortcut này. Tôi sẽ đổi tên, dụ lên là setup này, MF4 này, để mô setup dụ này. Và cái file shortcut ở màn hình chúng ta cần phải có icon đúng không? Để các em sẽ còn click chuột phải này, chọn vào Property Window, có icon, các em chọn icon để chọn biểu tượng ra màn hình cho nó. Ở đâu này? Đấy, cái này chọn vào Application Folder. Đấy này, F file vào đây. Cái này phải chọn vào cái icon. Chọn một cái bất kỳ nhá. Dựa ra cái bút ở màn hình hay nhà đấy. Có cái gì đẹp hơn đấy. Cái đồng hồ đấy. Đấy. Ok. Và sau đó cái phần này chúng ta không để ở trong cái phần file chính này, mà các em cần rõ ra ngoài cái desktop, các em cắt này, save vào desktop. Đấy, thấy chưa? Tương tự nếu muốn menu cũng có cái đấy thì các em lại click chuột phải tạo một cái shortcut khác. Đây là một F4 cho menu. Đấy, lúc này chúng ta cần chọn cái icon của nó để chỉ trên menu. Đấy, có một ảnh thôi. Này, cắt tiếp này, paste vào chỗ menu. Đấy, đơn giản chưa? Bây giờ cái này đơn giản nhất là chúng ta sau đó nên cho tạm ổn rồi. Một trường hợp khác đó là khi mà các em muốn là kéo theo các file để cài đặt phức tạp hơn, các em kích chuột phải vào dây này, chọn vào mục Property dưới cùng. Lúc này nó sẽ hiển thị một cái hộp thoại để lựa chọn. Và để ý nhất đó là cái
requirement, tức là cái trước khi cài đặt nó yêu cầu cái gì. Đấy, giống kiểu một người thợ xây đến một ngôi nhà chủ ấy, nó bảo khi xây chuẩn bị cho tôi là bao nhiêu xi măng này, bao nhiêu ngói này, bao nhiêu cát này, với bao nhiêu thép, sắt thép ấy, bảo là bao nhiêu cái xô, bao nhiêu cái phần dàn dáng quan đến cái đằng nên chủ phải no, đúng không? Việc người thợ xây nó phải yêu cầu đủ mới làm được. Ở đây cũng thế, trước khi cài đặt yêu cầu đủ các công cụ là cái gì. Và các em click đây nhìn này, chạm đấy đây. Đây là danh sách các cái phụ kiện kèm theo, như kiểu điện thoại có phần tai nghe hay là cái giặc cắm sạc pin lên gì đấy. Đây là phụ kiện của nó. Để các nhìn các .NET framework này, mặc định là 4.0 cho 2010 đấy. Tuy nhiên các em phải cần chỉ cần 3 năm thôi. Để cài .NET framework có hai cái, và có một cái đi kèm theo, đó chính là cái Windows Internal này. Cái hiểu giống như cái driver ấy, cái hiểu đơn giản driver để cài đặt .NET đấy, nó tích hợp mà. Thế 3.1 ra thì có cài được cho .NET 3.5 đấy. Một lựa chọn đáng chú ý đó là cái phần download from từ cái location my action, tức là nếu mà chọn cái này thì cái .NET root của mình nó tự động vào cái chỗ cùng cái file mình tạo phải cài đặt đấy. Các anh chọn phía giữa này đấy. Nhưng một chú ý này khá quan trọng, đó là nếu mà các em tạo bằng bộ cài bằng 2010 thì lúc cài sang cái máy mà không 2010 nó sẽ yêu cầu là cài đặt là 4.0, mặc dù có thể là vô tất cả các em đều chọn là 2.0 hết. Ví dụ cái này các em đóng về 2.0 một cách là kích chuột phải vào vô dây này, chọn VOT này đấy, mục này các em vào cái tab vào Emerson này, có cái tag cách thống quốc các em chọn 2.0 này đấy, ấn lưu vào nhá. Ví dụ chọn đây là đây, chọn sẵn không nó không thay đổi nữa không nhá đấy. Nhưng lúc ví dụ các em giật sang cái máy khách này, ở đây cũng 2.0 sang máy khách vẫn đòi 4.0 đấy. Và cái này có thể là rất nhiều người thắc mắc, tuy nhiên cuối cùng anh tìm được câu trả lời, đó là có một cái phần phiên bản như sau này đấy. Các em click vào cái phần depend đây này, có cái .NET framework ấy, click chuột phải ra cái phần bên ngoài này đây, ra cả với xe ban, click chuột phải này, chọn vào view này, sau đó chọn vào cái now condition đấy, và các em thấy cái phần .NET framework có cách chấm than này. Bây giờ tiếp tục để xem đường chính, click chuột phải, chọn vào position window, và các em nhìn thấy này, ở bên ngoài mình chọn 2.0, bên trong version vẫn là 4.0. Đây chính là lý do vì sao mà mình tạo bộ cài trên 2010 mà sang cái máy khác nó đổi 4.0. Thật ra cái này mất thời gian dài mới tìm được cái câu trả lời. Có khi bảo quá là mình đóng hết về 2.0 rồi, mới kiểu hết cái đổi 4.0 cay nhé. Cái này Google lại khác. Và là các em chỉ cần chỉnh cái này về 2.0 thì bên kia cài thoải mái, nó đổi 4.0 nữa, nó không hơi bị đau đầu ấy. Bởi vì 4.0 ấy ở WinXP 2 không cài được, phải đáp đổi các em nữa mà phải nâng cấp lên WinXP 3. WinXP 3 này 4.0 cần thoải mái. Nhớ một điều nhé, lấy kiểm tra trước khi cài đặt về sau các em làm 4.0 ấy, kích thêm cái Win hoặc đang dùng phiên bản vậy. Nó XP2 thì đừng hòng cài được 4.0, chỉ bài 3.5 trở xuống thôi. Cho nên cái phần đóng khóa các em nhớ cái đoạn này .NET này, version này. Đấy. Công việc xong, việc cuối cùng chúng ta chỉ là kích chuột phải, chọn vào Build thôi, ngồi đợi ở dưới này, Building này. Khi nó báo Success là được, bấm nút. Khô à? Cái gì à, cái bờ số nó 3 này thiếu, em chọn cái khác. Được. Cái body view của vấn đề này, cái 3 này không có, bỏ cái này đi nhá. Từ sau các phiên bản kèm theo chọn bên này, dụ chân thì cái bản báo cáo hẳn thì có Power này, có cả Express, SQL này, chọn một cái. Những cái đóng gói thì trong cái phần máy mình cài sẵn là được. Kích chuột phải này, đi đi. Nào đấy. Nhưng thông thường cái Visual này kiện có một cái dở đó là giao diện hơi cùi, nó chẳng là xấu. Cho nên giờ người ta dùng nhiều đó là dùng cái Setup to V hoặc Intro V, đỉnh nhất Setup to V. Nó 9.5 được rồi. Đây này, sẽ dùng cái này là đóng gói. Đây, đi đây là các em thấy đi view on success này, ra kiểm tra ở đâu nhá, kích chuột phải solution này. Đấy, các em thấy một cái là setup 14 này, sang có debug này, delete này. Đấy, debug các em thấy có file setup này. Đây là kích vào cái nào cũng được, tôi kích thử một cái này. Đấy, cái này em là từ nhìn ra diện cài đặt cái này chưa, có phần mềm là tải về không, chắc chắn là có đúng không?
đây chính là người ta dùng Visual đóng gói ra này đấy. Đấy nhìn hơi cùng một tí không dùng được dễ nào. Thế còn cái phần đây là, đây là phần mềm đóng gói game có tên là Setup Factory để nam về gửi bọn em thế này. Phần này nó hơi dài, có thể phải dùng sau cái học một buổi thì đóng gói nấu ấy nhỉ. Đồng nam không nó chỉ nó chạy một chút sau nó chạy một tí xong nó chạy một vụt sau nó không chạy đều đâu. Đầu tiên rất lâu sau nó lại phủ phát xong rồi nó tính nó rộng ra cái gì em chuẩn bị gì đâu đấy. Vẫn đi quên này nó sang ngày lâu hết máy đuối em còn lúc này. Đó. Một khi cài phát xong rồi mở qua đây đến đây là phải nhanh thôi. Bị in thì thỏ chạy mấy ca kìa. Đấy, ta cũng cùng gì sẽ lên tôm. Vừa xong đây, chúng ta chọn một cái đồng hồ có tấm lịch giảm đam để lên tôm này. Đây khi chuột phải sang cái location này. Đấy. Chuyển lên luôn. Rồi các em khi chọn nó chạy lên luôn này. Chạy menu. Đây menu nó ra luôn ở đây này. Mở 4 menu cái shortcut lên. Nó tạo lại menu. Đấy, rồi chạy bình thường. Sang máy người khác cũng thế. Để phức tạp đóng gói đẹp chúng ta sang buổi sau nhé. Buổi sau ấy, anh hưởng em vừa cái vụ cài sẽ gì này. Về cài trước con này đi. Xong anh hướng dẫn.